Này anh, bàn ghế tôi lau kỹ lắm rồi. Tại nó hơi cũ nên nhìn nó thế thôi. Anh cứ lau mãi như thế không thấy phung phí giấy à? Cô yên tâm, lát nữa cứ tính thêm tiền giấy cho tôi. Thế anh có ăn không để tôi còn biết? À này, quán bún của cô có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm không đấy? Tất nhiên là có rồi, chứ không anh nghĩ tôi mở được quán này à? Nhưng mà tôi thấy quán hơi tồi tàn thì phải. Không biết đồ ăn có vệ sinh không đấy? Anh có cần tôi mua cho cái kính hiển vi để soi không? Thôi không cần đâu. Tôi bị mắc chứng bệnh sạch sẽ. Tuy là giờ khỏi rồi, nhưng mà nhiều khi thói quen khó bỏ. Vậy anh ăn gì? Nói nhanh tôi còn làm. Cho tôi bún bò đi. Cô gì ơi? Anh lại muốn gì nữa? Bún này cô lấy ở đâu đây? Tôi lấy trong túi quần đây này. Cô cứ khéo đùa. Tôi chỉ muốn hỏi xem nguồn gốc có rõ ràng hay không thôi. Đây là lần đầu tiên anh đi ăn ngoài quán à? Không phải. Nhưng trước giờ tôi toàn ăn ở nhà hàng 4-5 sao thôi. Thế thì về mấy nhà hàng đấy mà ăn. Vào quán tôi làm gì? Ơ kìa, tôi là khách hàng đấy. Thái độ của cô phải khách sáo với khách một chút chứ. Anh vào đây hơn một tiếng đồng hồ, lau cả núi giấy, hỏi tôi cả trăm câu hỏi mà vẫn không ăn xong bát bún. Khách nào mà cũng như anh á, tôi đóng cửa quán sớm rồi, khách phía sau cái nỗi gì? Cô là đàn bà con gái kiểu gì mà nóng tính thế? Phải, tôi nóng tính, mà mỗi lần tôi nóng tính là lại muốn đánh người. Nên anh ấy ăn nhanh nhanh rồi lượn hồ tôi cái. Chất lượng phục vụ như thế này, thì bao giờ quán mới lên được 5 sao chứ? Anh bị dở à? Đây là nông thôn, chứ không phải thành phố lớn đâu mà nhà hàng này nhà hàng nọ. Sao anh lớn từng này tuổi rồi mà mấy cái lý thuyết đơn giản cũng không hiểu thế? Cô nói cũng có lý. Thế nhưng còn thịt bò thì sao? Cô mua ở ngoài chợ hay ở siêu thị vậy? Quán tôi kém chất lượng lắm, không phục vụ nổi cái mồm sang trọng của anh đâu. Đi về đi, tôi không bán nữa. Ấy từ từ, tôi ăn ngay bây giờ đây, cô bình tĩnh. Anh mà còn hỏi tôi bất kỳ câu nào nữa thì đừng trách tôi nóng tính. Đàn ông gì cứ lèo nhèo như đàn bà ấy. Thì tôi cẩn thận một chút không được à? Cẩn thận là tốt mà, đúng không? Bún cũng ngon thật chứ. Ăn như hổ đói lại còn ra vẻ. Bực mình thật chứ. May cho anh là người mở hàng đấy, không tôi đuổi anh đi lâu rồi. Anh Hùng này, mới sáng ngày ra mà đã đi đâu rồi không biết nữa. Ôi dồi ôi, anh đây rồi. Gớm, mới sáng sớm ngày ra mà anh đã đi đâu đây? À, hôm qua anh thức khuya nên hơi đói, nên sáng ra anh dậy sớm đi kiếm cái gì để ăn. Thế thì anh gọi em hoặc là anh Hải dậy nấu cái gì đó cho anh ăn là được rồi. Mất công dậy sớm đi ra ngoài làm cái gì. Thôi, anh về đây ở nhờ nhà vợ chồng em, anh đã thấy phiền lắm rồi. Lại còn bắt vợ chồng em phục vụ anh nữa, thế còn ra thể thống gì nữa chứ. Anh ấy toàn khách sáo thôi. Mà anh đi ăn sáng quán con Phương Anh đấy à? Phương Anh? Anh cũng không biết cô chủ đấy tên gì, nhưng mà khá đánh đá. Vừa rồi á, còn dạy dỗ anh một trận đến thân nữa đấy. Thế thì đúng là quá nó rồi. Mà cái con danh này to gan thật đấy. Nó còn dám dạy dỗ cả anh cơ à? Cũng là lỗi của anh thôi, đừng trách cô ấy. Mà thôi, chúng ta về đi. Dạ vâng, anh Hải đang đợi anh ở nhà đấy ạ. Chủ quán đâu? Rồi, cái gì? Cái gì mà gọi toáng lên thế? Tao là khách. Thế mày nhìn thấy khách mày không đến phục vụ, mày còn đần mặt ra đấy làm gì? Thế mày vào đây ăn hay là để gây sự đấy? Thế mày mở quán ra để bán hay là để truy hỏi khách hàng? Thôi được rồi, vậy mày ăn gì? Cho bát bún, mà làm nhanh cái tay lên đấy. Dành con, để xem tao dạy dỗ mày thế nào. Bún của mày đây. Cái quán này thái độ phục vụ thế đấy à? Thế mày còn muốn thế nào? Ô, thế mày chưa nghe câu khách hàng là thượng đế à? Hả?
bưng bê ra thì phải mời mọc cho nó tử tế chứ. Rõ ràng mày đến là để làm khó tao chứ mày ăn uống cái gì? Ô, tao nói không đúng à? Vậy mời quý khách dùng bún, được chưa? Này, 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 này. Mày quay lại đi tao bảo, nhanh lên. Mày lại muốn cái gì nữa? Tao thấy cái bát bún này của mày hình như là không được sạch đâu. Có kiến đây này. Đâu? Ờ thì hình như là tao nhìn nhầm. Thế nhưng mà bún hơi chua thì phải. Này, mày quá đáng vừa thế nhá. Không ăn thì đi ra ngoài, tao không bán cho mày nữa. Ô, mày lại còn dám đuổi cả tao. Thế chẳng lẽ mày bán hàng, tao và ăn tao lại không được nhận xét đánh giá à? Mày nhận xét đánh giá thì cũng phải đúng sự thật. Mày có cần tao bê cả thùng bún ra cho mày ngửi không? Lượm gì mà lượm. Ừ rồi. Khiếp. Bún gì mà nhạt như nước ốc thế? Làm ăn thế đấy à? Nãy giờ tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Không ăn thì lượn, nhanh, không được có trách tao. Cái con danh con đấy. Mày bán hàng kiểu gì mà mày cứ đuổi khách sơ sơ thế à? Mày vào đây để phá tao chứ khách cứa cái gì? Đúng. Tao vào đây để phá mày đấy. Thì sao? Ai bảo là mày đắc tội với anh Hùng? Hùng là người nào? Tao còn không biết hắn là ai thì đắc tội kiểu gì? Chính là cái anh chàng mà sáng sớm nay ăn bún của mày đấy. Mày có biết anh ấy là ai không? À, thế hóa ra ông ấy bảo mày đến đây trả thù tao à? Anh ấy đường đường là chủ tịch tập đoàn AVA. Mày nghĩ anh ấy thèm để ý đến cái mặt mày à? Tức là bây giờ mày định bưng bô nịnh nọt lấy lòng anh ta chứ gì? Này con kia, tao nói cho cái mặt mày biết nhá. Anh Hùng ấy, anh ấy là bạn thân của chồng tao, về đây đầu tư dự án để làm giàu cho quê mình. Cái thân phận mày là cái gì mà đòi dạy dỗ anh ấy hả? Mày nói đủ chưa? Ý mày là gì? Nói đủ rồi thì ăn đi còn thanh toán. Tao không rảnh nghe mày nói nhảm đâu. Cái tay nghề vớ vẩn của mày mà cũng đòi nấu cho tao ăn á? Nằm mơ à? Ui, con danh này mày làm gì đấy? Ô, bún này tao bỏ tiền ra mua. Thế nhưng mà mày nấu dở quá, tao chẳng muốn ăn. Thì tao hất ra đấy, tí chó đi qua nó ăn. Mày vừa phải thôi nhá. Hôm nay kiểu gì thế không biết. Toàn gặp chuyện bực mình thôi. Phương Anh, em đi đâu vậy? Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh? Ơ cái cô này, người là người xóm thấy nhau thì anh chào hỏi một tí thôi. Làm cái gì mà ghê thế? Chào hỏi hả? Chứ không phải như con vợ anh đến hỏi tội tôi thay cho cậu bạn chủ tịch của anh à? Em biết thằng Hùng à? Mà sao lại hỏi tội? Em nói anh không hiểu gì cả. Thôi bớt giả vờ giả vịt đi. Anh không hiểu thì về hỏi con vợ anh ấy. Thế là như nào nhỉ? Chào cô, cho tôi bắt bún giống hôm qua nhé. Là anh à? Không bán, anh đi ra ngoài đi. Cô nói gì cơ? Chủ tịch tập đoàn lớn như anh ấy thì đến mấy nhà hàng sao số mà ăn. Quán bún nhỏ của tôi không phục vụ nổi anh đâu. Ơ kìa, hôm qua cô vẫn còn bán cho tôi cơ mà. Tôi đang hối hận vì bán cho anh rồi đấy. Lạ nhỉ, tôi nhớ là tôi có mạo phạm gì cô đâu. Tôi chỉ hơi hỏi nhiều một chút thôi mà. Đứng dậy, đi ra ngoài, nhanh. Ơ kìa, cô bình tĩnh đã. Tôi còn chưa muốn con Ngọc phá tan nát cái quán này đâu. Biến điều tôi cái. Cô nói gì cơ? Đi ra ngoài, nhanh. Ơ kìa, ít ra cô cũng phải nói rõ chuyện gì đã xảy ra chứ. Tôi không rảnh, anh đi đi, đừng có quay lại đây nữa nhá. Tôi không có tiếp anh đâu. Ơ này. Ơ Hồng, sáng nay anh thấy mày đi ăn sáng cơ mà. Sao lại mì tôm thế này? Phương Anh đóng cửa à? Em cũng chẳng hiểu sao cô ấy không chịu bán cho em nữa. Cái gì? Cô ấy không bán bún cho mày á? Chẳng những vậy, cô ấy còn nói em một chàng không đâu vào đâu cả. Đúng là khó hiểu. Ơ, hai anh hôm nay không đi đâu à? Em ngồi xuống đây anh bảo. Có chuyện gì vậy ạ? Có phải hôm qua em tìm Phương Anh gây sự đúng không? Ai nói với anh thế ạ? Cô ấy không bán bún cho thằng Hùng, lại còn vô cớ gây chuyện với anh.
Anh không tin tự nhiên cô ấy lại như thế đâu. Thì ai bảo nó bố láo với anh Hùng quá. Em cũng chỉ muốn thay anh Hùng dạy dỗ cho nó một trận thôi. Cô ấy làm gì mà bố láo với thằng Hùng? Thì anh đi mà hỏi anh Hùng, anh hỏi em làm gì? Hùng, chuyện này là sao vậy? Hóa ra là em đến kiếm chuyện với cô ấy, cho nên cô ấy mới hiểu nhầm anh à? Thì hôm qua anh chẳng bảo là nó kiếm chuyện, dạy dỗ anh cả tiếng còn gì? Cái đó có một phần lỗi do anh. Lúc em hỏi anh chỉ tiện mồm nói ra thôi. Không ngờ... Em ấy, tính tình lúc nào cũng vậy. Anh đã bảo rồi, trước khi làm việc gì cũng phải hỏi cho rõ ràng đã chứ. Thế nhưng mà cái Phương Anh nó tuổi gì mà đòi dạy dỗ anh Hùng? Anh Hùng thân phận như thế nào chứ? Như thằng Hùng nó cũng vừa nói rồi đấy, chuyện không có gì nghiêm trọng, sao em cứ phải làm ầm ĩ lên thế? Thôi được rồi, một phần cũng là lỗi do anh không chịu nói rõ ràng. Để anh giải thích với cô ấy sau vậy. Em thấy anh không cần phải giải thích. Con đấy nó đâu đáng để cho anh phải làm như thế. Anh về đây để làm dự án, không muốn xảy ra những hiểu nhầm không đáng có. Được anh Hải và em quý mến, giúp đỡ, anh rất cảm ơn. Nhưng mà anh hy vọng từ giờ em đừng vì anh mà hành động nông nổi như vậy nữa. Em làm như vậy không phải là muốn tốt cho thằng Hùng đâu. Ngược lại, em còn đang làm xấu hình ảnh của nó trong mắt mọi người đấy. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Thôi được rồi, chuyện cũng chưa có gì nghiêm trọng cả, không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Dạ vâng, em biết rồi. Em đi chợ đây ạ. Mày thông cảm, tính Ngọc nó nóng nảy, ở cái làng này lại không ưa Phương Anh từ nhỏ. Chứ thật ra cô ấy không có ý gì xấu đâu, mày đừng giận cô ấy nhá. Em hiểu mà, anh cứ yên tâm ạ. Cô gì ơi, cô rơi đồ này. Đồ của cô này. Cảm ơn. Mà xe cô đâu, lại đi bộ thế này? Xe tôi hỏng nên mới phải đi bộ. Chứ anh tưởng tôi muốn đi bộ thế này lắm à? Tôi mới biết, hôm trước Ngọc đến tìm cô gây chuyện, tôi thay mặt Ngọc xin lỗi cô nha. Anh đang chế giễu tôi hay là xin lỗi thật lòng đấy? Tôi làm gì có ý đó, tôi thật lòng mà. Hơn nữa, tôi thấy bún của cô làm rất ngon đấy. Thế mà tôi thấy hôm nọ anh vào quán tôi trông anh khó chịu lắm mà. Đó là tật và thói quen của tôi. Tôi cũng đã nói với cô về cái tật đó của tôi rồi. Nếu có làm cô khó chịu thì tôi xin lỗi nha. Thôi được rồi, chuyện cũng một phần là do tôi nóng nảy quá, cũng không thể hoàn toàn trách anh được. Vậy thì cô cũng đừng giận Ngọc nữa nha. Tôi sẽ bảo cô ấy đến xin lỗi cô. Thôi không cần đâu, chẳng qua nó cũng chỉ muốn chút giận cho anh thôi. Chứ tôi mà trách nó nữa thì tôi lại nhỏ nhen quá à. Vậy thì từ giờ tôi đến quán bún của cô ăn được rồi chứ? Tôi mở quán ra là để bán hàng mà. Nếu anh không chê thì mời anh đến. Vậy thì hay quá, cảm ơn cô nhá. Anh lạ lùng thật đấy. Anh ăn mất tiền, chứ tôi có mời anh đâu mà anh cảm ơn. Thôi muộn rồi, tôi về đây. À này, để tôi xách giúp cô nhá. Không cần đâu, anh bận gì thì cứ làm đi, tôi làm được. Tôi không bận gì cả, tôi chỉ đang đi về thôi. Vậy thì tôi cũng không thể phiền anh được. Phiền gì đâu, tôi tiện đường mà. Vậy thì lát tôi mời anh ăn bún, coi như cảm ơn vậy. Thế thì hơi cho tôi quá, chắc ngày nào tôi cũng phải qua giúp cô thôi. Anh nghĩ xe tôi hỏng lâu thế à? À, cũng phải nhỉ. Thôi đi thôi, muộn rồi.